Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của mình. Sau một thời gian dài không ra video thì tiếp tục với xe di sinh tồn thôi nào. Ở tập trước thì đã thuần hóa xịt con the di rồi. Mang theo tinh thần thắng không kêu bại không nản, tại tập này sẽ tiếp tục giúp con theory củ loài này. Mà công nhận cứ cái nào liên quan đến Ember với bung các thứ là nhiều người xem thật sự luôn. Cái video cuối cùng ra cũng được một tháng rồi. Nó khác biệt hoàn toàn với mấy video trước luôn. Kiểu này chắc phải tìm hiểu về mấy cái bung thú, bung Ember các thứ thì mới được nhiều người xem. Chứ làm mấy dạng xe di sinh tồn này bèo bọt view quá. Cố gắng khoảng 2 đến 3 tập nữa sẽ kết thúc luôn cái xe di này. Để kiếm chủ đề khác lạ một chút làm xem sao. Rồi thì do mấy hôm trước cái phần mềm giả lập trên máy tính của mình nó bị lỗi gì đó không sử dụng được, vì thế nên là mình có giảm cái RAM với CPU xuống, vì điều đó mà chơi game nó giật vờ lờ. Cùng với đó là không lên được cấu hình cao hơn nữa. Phải nói thật là sử dụng cái giả lập này cũng cực kỳ ngốn RAM của máy tính. Nó cũng không quá mượt đâu, mà cũng có thể là do máy tính của mình cùi quá. Trước khi quay lại vị trí của con the di thì cần phải đi đốn chút củi mang về nung sắt. Sắt là tài nguyên không thể thiếu trong cái game này mà. Kiểu gì cũng phải có, không nhiều thì cũng phải chút ít làm bộ dụng cụ mà đập đá quay tay cắt cỏ. Với bộ dụng cụ chỉ số siêu xịn thì việc farm tay cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này sẽ giúp mình không quá bị phụ thuộc vào những con thú chuyên dụng để farm. Tuy nhiên thì có những con khủng long trợ giúp thì mọi việc vẫn đơn giản hơn rất nhiều nhé. Cơ mà không phải là rất nhiều mà là cực kỳ nhiều luôn ấy. Ví dụ như con Anki đó. Bình thường nếu farm tay một cục meta phèn thì mọi người chỉ có thể thu được khoảng hơn 100 meta thôi. Nhưng mà khi dùng tới con Anki thì cục đó nó phải đập được 300 meta thay vì ít như lúc mình farm tay. Cắt luôn video cho qua phân cảnh này để mọi người xem cho nóng. Hiện tại thì con the di nó vẫn chưa hồi phục đầy đủ lượng máu cần thiết để mình có thể bắn xỉu nó. Chính vì vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đi săn Titan thôi nào. Những con này thì thường thường xuất hiện ở gần 4 ngọn đồi và trên 2 hòn đảo nhỏ. Thường thì ở chế độ offline, sau khi bạn xuất hiện ở đâu thì con Titan nó sẽ theo đó mà spam. Đây là kinh nghiệm chơi từ trước giờ mình thấy nó như vậy thôi. Còn quan điểm của mọi người như nào thì tôi không biết nhé. Con Titan này tụi nó khá là khốn nạn. Tại sao nói vậy thì video hiện tại của mình đây là một ví dụ. Khi nó bị tấn công mà con thú tấn công nó không ở gần hay bay ở trên trời, nó sẽ quay đít chạy thẳng ra biển rồi sau đó chết đuối ở dưới đó luôn. Không tin thì chỉ cần theo dõi video này của mình một cách tường tận là hiểu được vấn đề ngay thôi mà. Hạ gục một con Gigant 80.000 máu đã cực khổ vơ lơ rồi. Đây con này 250.000 máu lận, chưa kể nó còn hay chui rúc xuống biến khiến việc tìm kiếm nó để giết của mình trở lên khó vơ lờ luôn ấy. Đây là cái khoảnh khắc mà gần như là sắp chết đuối. Từ 250.000 máu giảm xuống còn 120.000. Hên cái là nó ngừng đầu lên hít không khí chứ mà cứ ở dưới nước như thế là nó hẹo rồi. Đây cũng là lý do mà mình không thích thuần hóa con này một chút nào hết. Vô dụng nhanh chết khó thuần hóa. Hiệu quả của nó mang lại không xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Nói thẳng ra là nó vô dụng vơ lờ. Thuần hóa về thì cũng để cho oai thôi. Không như con vờ te, vừa dễ thuần hóa cũng như là nó hữu dụng vơ lờ luôn. Hầy như trong các xe di con vờ te là thú được lên sóng nhiều nhất cờ mờ. Xoay đi xoay lại xong cuối cùng thì nó ngừng đầu lên lấy hơi xong lại ngục lặn xuống dưới. Cái định mệnh nó nữa chứ lị. Nếu mà có TZ hay Spino thì việc xử con Titan ở dưới nước nó lại quá là đơn giản luôn. Cơ mà tiếc là không có rồi, lên phải dụ được nó lên bờ để dùng bờ te chiến thôi. Con này nó cứ bị làm sao ý, không chịu ngoi lên trên bờ mà cứ loay hoanh dưới nước là trò con bò không. Thế chứ mình tính dùng kiếm xuống dưới đó chém nó luôn cơ mà khổ lỗi bị cá mập với mấy con cá đuối nó táp ác quá. Giáp thì đều không chịu nổi, vì thế nên chỉ có thể đợi nó lên bờ thôi. Và cuối cùng thì sau 7.749 tiếng trời cũng tối luôn rồi thì nó cũng chịu ngoi lên khỏi mặt nước. Cái thân hình nhìn trên bờ rõ to đồ sộ mà xuống nước nhìn cũng không khác gì sinh vật nhỏ bé. Đúng là đại dương của cái game này nó sâu to và rộng vê loèn. Làm gì thì làm cũng phải đợi trời sáng thì mọi việc nó mới trơn tru được. Ngủ một giấc lấy sức hôm sau còn chiến đấu với nó. Tuy rằng không chắc là mình có thể giết được nó 100% bởi chưa bao giờ cầm thử pơ te đánh với Titan bao giờ hết. Nhưng mà cứ thử thôi, đã có nút di sơ to quyền lực rồi thì cần gì phải sợ nữa. Có vẻ như là mình đã quá tự tin vào cái sức mạnh của một con pơ te rồi.
Titan nó đánh một cái mà muốn đái ra máu luôn. Lượn đi lượn lại dùng đủ mọi loại tiểu xảo mà không ăn thua với nó, đúng là mọi kỹ năng đều phải bất lực trước sức mạnh tuyệt đối. Bởi nó trâu quá mà, quay chóng hết cả mặt mới cấu được 2.000 máu. Con này ngoài cái to xác thì giáp của nó cũng trâu bò vơ lờ. Có vẻ như chúng ta phục thù vào một hôm khác thôi. Con bây giờ thì chắc chắn rồi, bỏ con lợn Titan này ở đây và quay trở về khu vực của bé The Z-Cuti Phô Mai Quy thôi nào. Hiện tại thì máu của nó cũng chưa hồi được quá nhiều để có thể bắn xỉu nó, mà cứ thử xem biết đâu ăn may lại được. Nhưng trước hết thì cần phải gia cố cái bẫy trước. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó thì nó đã thoát được ra khỏi cái bẫy. Cơ mà cũng không có gì thần kỳ mấy, bởi lúc nào cũng vậy mà. Một con thú đang bị mắc kẹt ở khu vực nào đó chỉ đơn giản là thoát ra vào lại, và một cách thần kỳ nào đó sẽ giúp con thú đó thoát khỏi sự mắc kẹt đó. Tương tự với những cái bẫy mà chúng ta làm ra, nó cũng không phải là ngoại lệ. Đờ mờ nó chứ cay vờ lờ. Lồng đến đây thôi, bởi mỏi tay lắm rồi không đánh máy được nữa.
Video đến đây cũng là kết thúc rồi. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ. Bye bye and see you again.